Đây là đàn Bắc Hà trắng thứ hai ở trong năm nay, cùng là con của Lau, coi như là cùng bố với lại hai con Bắc Hà trắng của đàn trước, đàn 5 con còn 2 con đó, thì đàn này là được đôi 4, 6, 7 con, 5 con cái, 5 cái 2 được. Rồi, Queen vào đây, Queen vào đây để quay video với con này. Ok, mẹ Queen ngoan lắm nhỉ, Queen giỏi, chăm con giỏi, quá là giỏi, quá là xinh luôn. À, chăm đi, chăm con quá giỏi luôn. Thế Queen vào đây để chung cái hình video với con một tí nào, Queen này. Chả mấy khi được ra ngoài đúng không? Nhìn thấy mẹ. Tầm này là mắt chó con là nó bắt đầu, nó mở mắt rồi, nó bắt đầu nó nhìn thấy được rồi. Nhìn gần là nhìn được rồi. Lững chững đi này. Đàn này từ lúc đẻ ra là đã biết là cái dáng của nó sẽ là những cái con chó nó rất là cao và dài. Nó cao, chân nó dài, lúc nó đẻ ra chân nó rất là dài. Đây, giờ nhìn là thấy này. Cao, to. Là nhìn trông nó cứ thoáng con chó giống con mẹ. Queen ra đây, Queen, ra đây. Ra đây để cho mọi người ngắm Queen tí nào. Xích ra đây. Tiến đây, tiến ngang đây thì mới nhìn được dáng. Ra đây. Nào, xích ra đây nào. Hành đi đâu chúng ta đi đấy này, xích ra đây Queen này. Queen. Đi đứng đứng xích vào đây. Lùi lại. Đúng rồi. Đó. Nhìn dáng mẹ đó. Dáng mẹ, dáng của Queen là rất là cao dài chó, cao chó dài chó. Ừ, tí đi, đây này. Mẹ đứng cho tí một tí này. Với đi. Với đi nhanh. Mẹ cao quá đứng con với không tới. Ừ. Queen lần này là quá giỏi luôn. À, con của con gái của Queen là đẻ được 6 con rồi. Mới báo hôm nay, đẻ sáng nay. Đẻ được 6 con. Cùng cùng đàn với này con Lau này là đẻ con đấy là đẻ được 6 con. Trắng muốt như cục bông hết, cả 6 con trắng muốt như cục bông. Chứng tỏ gen của bọn này là phải nói là phải nói là cái gen của nhà Queen phải nói là siêu tốt luôn. Phải nói là như thế. Quá là xuất sắc luôn. Nó đẻ 100% là chó màu trắng hết. 100% luôn. Chưa có một con nào màu khác từ lúc đẻ đến bây giờ và đến đời con của nó, đời con của Queen này là qua như vậy là đã có 2 con chó con của Queen đã đẻ rồi. Ngày hôm nay một con này nữa. Con Bông là con đầu tiên đẻ. 6 con trắng thì lót ổ mất 1 còn 5. Con hôm nay là con thứ 2 cũng cùng bố cùng mẹ là đẻ được 6 con thì chắc là không lót ổ con nào. Hôm trước Queen bị xì chét đúng không? Hôm trước Queen bị xì chét bị mấy con cho con của con Bông nó làm phiền. Không xì chét nữa là cái lông chân nó mọc lại ngay. Ok thôi đi chơi đi. Kệ bọn nhóc con này đi, cho nó kêu. Kệ cho nó. Thế nên là nuôi nói là nuôi cái con nếu mà những cái người mà có ý định nuôi nhân giống chó thì phải xác định cái tinh thần là phải không được có bệnh tim. Nếu mà có bệnh tim mạch là không nên nuôi. Vì là những cái đợt mà nếu mà không may mà cái con chó con nó phát sinh nó ốm thì nó ảnh hưởng lắm, nó ảnh hưởng tâm lý lắm. Nó buồn bực, nó cảm giác nó chán trường, nó bất lực. Đấy là một gọi chính xác cái cảm giác gọi là cảm giác bất lực. Vì sao? Vì nhìn thấy có con chó con nó ốm đấy mà làm mọi cách chữa này chữa kia, thuốc thang này kia mà con chó con nó ốm nó cứ chết dần chết dần chết dần. Đó là cái cảm giác đấy, là cảm giác bất lực. Và đấy là một cái cảm giác ám ảnh và phải trải qua rất nhiều lần thì nó mới vơi đi. Ai mà trụ được thì sẽ có rút ra những cái kinh nghiệm làm sao để mà chăm cái con chó con để cho nó không bị phát sinh như thế. Làm sao là để cho con lúc nào người nó cũng khỏe thì nó sẽ không bị phát sinh.
con chó con nó chỉ cần bị yếu người mà mình không phát hiện kịp là nó sẽ phát sinh. À, hôm nay là đuôi bắt đầu có độ bông rồi này. Bắt đầu có độ bông đuôi. Rồi. Nhìn đầu con nào cũng hơi phớt phớt vàng một tí này. Lại ra một loạt bạch cẩu hoàng đầu thì hay. Nhưng mà bây giờ với có con chó con này, với giống Bắc Hà bây giờ nó là lớp lông đệm thôi. Cái này nó là ở cái lớp lông đệm. Khi cái lớp lông cứng nó mọc lên là cái lớp lông cứng ở bên ngoài nó phủ ấy, nó vẫn là lớp lông màu trắng nhưng nó không có màu vàng. Vì nó có một hai đàn từ lúc trước rồi, khi lớn lên lúc bé là nó cũng phớt vàng như này nhưng mà khi lớn lên là nó sẽ là trắng hết. Hay là bản thân như ở trên người của Queen này, trên người của Queen là cũng dễ nhìn này. Trên người của Queen này thực ra nếu mà tính cái lớp lông đệm của Queen nhé, lớp lông đệm của Queen là cũng có lấm chấm lông vàng nhưng nó là lớp lông đệm. Còn cái lông sợi của nó là hoàn toàn nó là lông màu trắng. Thì nhìn cái đuôi của nó toàn lông sợi này sẽ thấy là nó trắng hết này. Cái cổ nó toàn lông sợi sẽ thấy nó trắng hết này. Cái bầm lưng nó cũng thế, sẽ thấy là nó là sẽ là trắng hết. Gặm gì chỗ đấy nguy hiểm lắm. Chỗ đấy không gặm ở đâu. Đó, thì bọn chó con này nó cũng vậy đấy. Đàn này là đàn đầu tiên mà nhìn thấy cái con chó người nó khi nó đẻ ra là cái chân nó rất là dài, cái người nó cũng dài, để xem lớn lên cái đàn này nó sẽ như thế nào. Đàn này có lẽ là sẽ là cái đàn chó to con nhất ở trong mấy cái đàn từ trước đến giờ. Thôi thì cái đàn con bông kia không giữ lại được cho con thì sẽ giữ lại ở đàn này. Sẽ giữ lại cho con ở đàn này để bù vào con số. Đòi hỏi tí thôi. Bắc Hà ấy thì nó là một cái giống chó, có thể nói là một cái giống chó rất là phù hợp để nuôi trong nhà. Nó rất là đầu gấu và tính cách nó điềm đạm hơn. Và con chó nó rất là đẹp. Cái lúc mà nó ở tuổi trai nhá thì nó lại rất là láu nháu. Nhưng mà khi mà nó chỉ cần nó vào cái tuổi trưởng thành của nó rồi, khoảng tầm 2 tuổi trở ra là nó rất là tính của nó rất điềm đạm. Có thể nói là nó là cái con chó mà nó theo kiểu như là nó chững chạc, theo kiểu như vậy. Những con mông cọc mà nó cực kỳ điềm đạm thì nó sẽ bằng những cái con Bắc Hà bình thường khi trưởng thành. Đấy là những cái con mà mình đang nuôi nhá, dựa trên những con mình đang nuôi, chứ còn những tất cả những con chó thì mình không dám nói. Nhờ những con chó khác của những người khác nuôi thì mình không nói, mình không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình đang nuôi là 3 con Bắc Hà. Là mình trực tiếp mình bắt từ bản về. Đây. Là như con Queen này là 1 này, con King là 2 này, con Bông là 3. Là 3 con Bắc Hà bản. Mua chúng nó khi chúng nó đã 8 tháng, 10 tháng. Rồi, tức là coi như nó lớn rồi mới mua. Và một cái dàn chó con của con Queen này giữ lại, tổng cộng là giữ lại 5 con. Thì tính cách của chúng nó đều như thế. Lúc bé thì nó bắn nhắn lắm, nhưng mà đến một cái cỡ tuổi này chúng nó sẽ chững chạc, nó điềm đạm. Như Queen với King này lúc đầu về nó cũng bắn nhắn lắm chứ không phải không. Nhưng mà khi đến bây giờ thì nó lại cực kỳ là điềm đạm. Cực kỳ điềm đạm luôn. Bọn này vào mà cho mẹ ăn mà sờ vứt ve nhá, gừ đấy. Bọn nhóc con này hả? Vâng. Mở mắt là ngủ đấy. Hey, vào mẹ cho ti một tí, mẹ có cho ti không? Còn con mông cọc là cái vẻ đẹp của con mông cọc. Có thể nói là cái vẻ đẹp của con mông cọc là một cái vẻ đẹp nó mang cái tính chất gọi là nó có một cái độ gọi là độ hoang dã. Ở trong con chó nó có một cái độ ngang tàng. Có thể diễn tả như thế, nó rất khó diễn tả, nhưng mà cái vẻ đẹp của con mông cọc có thể hiểu nó là một cái, nó có một cái nét nó gọi là cái nét hoang sơ ở trên cái con chó. Còn cái con Bắc Hà này thì cái vẻ đẹp của nó là nó nhìn trông nó diêm dúa. Và mỗi một cái màu thì nó có những cái đặc trưng khác nhau. Như mình thì con Bắc Hà thì mình chỉ thích nuôi cái con Bắc Hà màu trắng thôi. Có con màu vẹn, nhưng mà nhìn, nếu mà nói là nhìn ưng thì là cái con màu trắng này mình vẫn ưng hơn. Quyên ơi, ưng nhất luôn. Nhiều người thì cứ bảo là cái con Bắc Hà này với lại cái con cọc xù, con Bắc Hà với con cọc xù gọi là xù Hà Giang, nó giống nhau. Tức là con xù Hà Giang có thể hiểu là con cọc có đuôi và đuôi nó bông xù, nhưng mà thực ra nó khác nhau nhiều lắm.
nhìn cái mặt của chúng nó từ bé nó đã khác nhau rồi. Thế con Bắc Hà ấy, cái mặt của nó từ bé của nó là nhìn cái khung đầu của nó là cái khung đầu nó hình thang. Khung đầu của nó này. Đây nhá, nhìn cái khung đầu của nó đây này. Hình thang này. Hơi toát vào mõm này. Còn con cọc ấy là từ bé của nó cái mõm nó bé ngang hơn này. Nhìn cái mặt của nó nhọn hơn, tức là cái điểm hình thang ở chỗ này nó hóp vào mõm. Nó hóp vào đây. Chứ con Bắc Hà là nó gần như là nó là cả cái đầu này của nó, từ bé là cả cái đầu của nó là nhìn trông nó có một cái độ hình thang ở trên cái đầu. Và cái điểm gãy ở đây của nó ít hơn. Con cọc là cái trán của nó nhìn trông nó có vẻ nó lồi, trán nó lồi hơn. Nó khác nhau nhiều lắm. Cho Queen ra chơi một tí nhá. Con Queen chăm con khéo. Queen chăm con khéo thì thỉnh thoảng cho Queen ra ngoài chơi.